Cậu tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 715, thanh hỏa loan 2. Bởi vậy, hắn chỉ có thể giả vờ không địch lại, một đường vừa đánh vừa lui, chuẩn bị hấp dẫn thanh hỏa loan ra khỏi vạn thú sơn mạch, sau đó dùng thủ đoạn trảm chết nó. Đến thời điểm thích hợp, luyện chế nó thành một khôi lỗi, cùng với ma huyết giao làm tiểu nhị long phượng kéo xe. Nhưng không ngờ vừa ra khỏi sơn mạch, hắn đang chuẩn bị động thủ con linh này dường như cảm nhận được uy hiếp phát ra một tiếng hót xuyên không nứt mây, lại bay trở về vạn thú sơn mạch quả thực làm cho phương tịch không nói nên lời vẻ mặt vô cùng phiền muộn tinh nguyệt phường thị sao có bản đồ phụ cận không phương tịch nhớ đến trước kia sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng mở miệng hỏi dò đương nhiên có cung lăng lập tức dâng lên một phần ngọc giảng âm thầm suy đoán lai lịch của vị lão tổ kết đan này thoạt nhìn không giống với tu sĩ cấp cao của bản quốc phương tịch nhận lấy thần thức tiến vào bên trong, lại thuận miệng thăm dò chuyện mình quan tâm nhất. Đại chiến hỗn nguyên tông kết thúc chưa? Kết quả ra sao? Khởi bẩm lão tổ. Đại chiến giữa hỗn nguyên tông và xích huyết giáo đã kết thúc 10 năm trước. Song Phương ước định lấy huyền không sơn làm ranh giới, tu sĩ cấp cao của Song Phương đều ký kết khế ước. Cung Lăng cẩn thận trả lời. Hỗn nguyên tông chính là tông môn nguyên anh, nhưng mấy chục năm trước, thái thượng trưởng lão của xích huyết giáo, một đại phái của nguyên quốc bên trong mặt khác bí mật ngưng tụ nguyên anh thành công song phương lập tức dương cung bạc kiếm sau đó bắt đầu đại chiến có người nói tu sĩ kết đang chết không ít cuối cùng mới miễn cưỡng lấy lại sự cân bằng ồ phương tịch nghe xong thì lộ vẻ vui mừng không uổng công mình chờ đợi mấy chục năm cuối cùng cũng vượt qua chiến tranh không biết tổn thất của song phương sau trận chiến như thế nào tu sĩ cấp thấp cùng tông môn phụ thuộc tử thương vô số, nghe nói ngay cả tu sĩ kết đang đại danh đỉnh đỉnh cũng vẫn lạc mấy vị. Thậm chí có lời đồn. Cung lăng đè thấp giọng nói mấy phần. Lão tổ nguyên anh của hỗn nguyên tông cùng thái thượng trưởng lão của xích huyết giáo đại chiến một trận, song phương tổn thương không ít nguyên khí. Sau khi trở lại tông môn đều tuyên bố bế quan lâu dài. Tốt lắm. Còn một chuyện cuối cùng. Phương tịch nhìn cung lăng, ánh mắt có chút quái lạ, bỗng nhiên hơi động thân hình hóa thành một bóng xanh biến mất không còn tâm tích cung lăng còn chưa phản ứng lại linh quan hộ thể bị một ất một thần quan kiếm xuyên thấu sau đó tay phải phương tịch xuất hiện ở sau gáy nàng nhẹ nhàng đánh một cái nữ tử nhất thời đảo mắt bất tỉnh ngất đi được phương tịch ôm vào lòng đương nhiên không phải ba năm không thấy mỹ nữ sau đó nổi sắc tâm mà là chuẩn bị dùng một loại bí thuật thần thức nào đó thay đổi trí nhớ của nữ tử này dù sao ta vội vàng trốn đi, chưa thay hình đổi dạng đâu. Ra ngoài, phải cẩn thận bảo vệ mình. Bí thuật thay đổi trí nhớ ngắn hạn không hề tổn thương thân thể. Phương tịch nâng nữ tử này dậy, trong mắt hai tia sáng một xanh một vàng đâm thẳng vào trong thức hải của nàng. Bí pháp này chỉ có thể thay đổi trí nhớ gần nhất, đồng thời không thể quá mức hoang đường, bằng không dễ dàng bị phát hiện có điểm không đúng. Bởi vậy hắn chỉ là thay đổi ký ức hôm nay của nữ tử này, thay vì mình xuất hiện lại đổi thành một con yêu thú thần bí cao cấp xuất hiện, dọa con khỉ bốn tay chạy mất. Mà nữ tử này vì pháp lực không chống đỡ nổi mà bất tỉnh đi, chỉ đến thế thôi. Thi pháp xong, phương tịch lập tức triển khai thuật thu liễm khí tức, tia sáng màu xanh lóe lên, thân hình biến mất không còn hình bóng. Chốc lát sau, cung lăng ngã trên mặt đất mở hai mắt, tràn đầy cảnh giác. Con khỉ bốn tay đâu? Nàng nhìn xung quanh, phát hiện yêu hầu đã biến mất, lại sờ sờ đầu đau đớn. Xem ra là con yêu thú kia dọa con khỉ đột kia đi rồi, may mà đối phương cũng không thèm để ý đến tiểu nhân vật như ta. Cung lăng vội vã nhặt phi kiếm cùng linh khí lên, lập tức hóa thành một đạo động quan, đi về phía điểm tinh môn. Mấy tên tiểu nhân kia. Xem ta thu thập các ngươi thế nào. Phương tịch nhìn nữ tử này rời đi, lúc này mới hiện hình. Xem ra hiệu quả của bí pháp này không tồi. Hắn suy nghĩ một chút, lấy thận lâu châu ra một tầng thận khí hiện lên bao phủ toàn thân trong nháy mắt phương tịch biến thành một tu sĩ kết đan sơ kỳ khuôn mặt bình thường hoặc nhìn chừng ba bốn mươi tuổi tu tiên giới nguyên quốc tài nguyên phong phú có mấy tông môn nguyên anh lận tông môn cùng gia tộc kết đan có không ít tu sĩ kết đan sơ kỳ cũng không hiếm thấy đi đâu cũng được cung kính phương tịch thì thào khống chế một tia sáng màu xanh lấy tốc độ của tu sĩ kết đang bình thường mà động tốc biến mất ở phía chân trời. Tinh Nguyệt Phường Thị Phường Thị này là mấy gia tộc cùng tông môn gần đây liên thủ lập ra, đã được mấy trăm năm, tán tu ở đây rất có uy tín. Lúc này, một tia sáng màu xanh rơi trước của Phường Thị, hiện ra khuôn mặt của một tu sĩ bình thường. Nơi đây, chính là Tinh Nguyệt Phường Thị. Tia sáng màu tím trong mắt Phương Tịch lóng lánh, phát hiện cả tòa phường thị lại bị một trận pháp cấp 3 bao phủ, có chút hoảng sợ. Thực lực tu tiên giới nguyên quốc quả nhiên vượt xa ba nước. Tùy ý tìm một phường thị tu tiên nào cũng có thể sánh ngang Bạch Trạch Tiên Thành. Khởi bẩm tiền bối, nơi đây chính là Tinh Nguyệt phường thị. Hai tu sĩ canh cửa chính cầm trên tay một pháp khí xanh ngọc, nhìn thấy phương tịch đến, trên pháp khí hiện ra tia sáng màu đỏ tươi. Thoáng chốc biết hắn là tu sĩ kết đan, không dám chậm trễ, vô cùng cung kính thi lễ không biết tiền bối cần gì phường thị chúng ta nhất định cố gắng hết sức nếu đã đến phường thị đương nhiên là mua bán linh vật đang dược của bản phường thị cửa hàng nào tốt nhất tình báo thì sao phương tịch thuận miệng hỏi một câu nếu bàn về buôn bán đang dược đương nhiên là đang đỉnh phường còn giao dịch tình báo là lão điếm của tiết gia tu sĩ thủ vệ không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời rất tốt đi trước dẫn đường phương tịch khẽ mỉm cười tu sĩ kia lập tức thẳng tắp sống lưng tiền bối xin mời xung quanh hắn không ít tu sĩ quan tới ánh mắt ước ao ghen tị dù sao bất luận là ba nước hay là nguyên quốc tu tiên giới vẫn là tu tiên giới trong lòng phương tịch cảm khái đi theo tu sĩ dẫn đường đi tới một cửa hàng tản ra mùi thuốc nhàn nhạt trong phố khởi bẩm tiền bối nơi đây chính là đang đỉnh phường tiểu nhân ở đây chờ tiền bối ra tu sĩ dẫn đường cúi đầu không lưng nói ừ. phương tịch đáp ứng một tiếng đi vào đang đỉnh phường một vị thị nữ đang chuẩn bị yêu kiều cười khẽ tiến lên bắt chuyện chưởng quỷ đang buồn ngủ sau quầy chợt đứng dậy lục nhi ngươi lui ra vị tiền bối này ta đích thân tiếp đón vâng lục nhi lui ra trong lòng vô cùng chấn động chưởng quỷ nhà mình là tu sĩ trúc cơ còn tôn xưng đối phương là tiền bối chẳng lẽ là lão tổ kết đan vừa nghĩ đến đây nàng nhìn về phía phương tịch ánh mắt rực cháy vị tiền bối này vãn bối họ ứng chính là trưởng quỷ của bản phường có thể chiêu đãi tiền bối quả là có phúc ba đời kính xin lên lầu hai rất tốt phương tịch không nhanh không chậm bước đi cùng trưởng quỷ đi tới phòng bao riêng trên lầu hai chờ thị nữ bưng linh trà cùng linh quả đến ứng trưởng quỷ mới cẩn thận hỏi không biết tiền bối tới đây là muốn mua loại đan dược nào không phải mua mà là bán phương tịch mỉm cười vươn tay ra trong lòng bàn tay hắn một tia sáng màu xanh lấp lóe một cái bình đen nhánh rơi trên bàn ngươi thấy đan dược này thế nào đây là đan dược hắn tìm được trong túi trữ vật của đệ tử ma môn bản thân không thể nào giám định đan dược xin tiền bối chờ một chút vẻ mặt ứng trưởng quỷ nghiêm túc mấy phần cẩn thận mở nắp bình ngửi được một luồng khí cây độc xông vào mũi ngay sau đó hắn nghiêng bình thuốc đổ ra một viên đan dược màu đỏ sậm màu sắc ám trầm mang theo một luồng khí cây độc ứng trưởng quỷ niệm tụng vài câu chú văn một tầng sáng bịt kín mắt giống như tu luyện một loại linh nhãn thuật nào đó nhìn mấy lần hắn lại lấy ra ngân châm nhẹ nhàng dâm bên ngoài đan dược sau đó lấy ra một mâm ngọc róc chút thịt trên đan dược ra rồi đặt trên đó không bao lâu trên mâm ngọc hiện ra một tia sáng màu máu. Nếu như vãn bối không nhìn lầm, viên đan dược này chính là huyết nguyên đan, là đan dược của ma đạo. Thích hợp cho tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khôi phục pháp lực, đối với tu sĩ kết đan cũng có hiệu quả nhất định. Chỉ là, muốn luyện chế loại đan dược này, không chỉ cần muốn vài loại dược liệu quý giá, còn cần tinh huyết của tu sĩ. Yên tâm, ta chỉ là giết mấy tu sĩ ma đạo, tiện tay thu được mà thôi. Phương Tịch mỉm cười, lại lấy ra một bình đan dược màu xanh nhạt. Nhìn xem bình này đi. Đây là ma diệp đan, có thể tấn tăng tu vi. Đây. Đây không phải là đan dược mà là tam nhật cổ, trong đó có cổ trùng lợi hại, cho dù tu sĩ trúc cơ nuốt vào, sau ba ngày chắc chắn sẽ chết. Loại đan dược này, lão phu cũng không nhận ra nhưng trong đó hẳn là có tam âm thảo, tu sĩ ma đạo dùng để tăng cường thần thức. Ứng trưởng quỷ nhìn từng bình gian dược, vẻ mặt càng ngày càng kỳ quái, trong lòng còn nói thầm. Vị tiền bối này, nếu không phải là tu sĩ kết đan của ma đạo, chắc chắn là giết một vị kết đan ma đạo, bằng không sao lại có nhiều đan dược cao cấp như vậy chứ. Nếu như hắn biết, những đan dược này chỉ là một phần nhỏ, còn không biết kinh hải đến mức nào nữa. Được rồi, đa tạ. Không biết đan đỉnh phường các ngươi, có thu mua những đan dược này không? Phương tịch bỗng nhiên nở nụ cười sáng lạng. Những bình đan dược hắn mang ra giám định đan dược, trong túi trữ vật mỗi loại còn có mấy bình về phần những bình đang dược trân quý hơn đều là một bình một viên đang dược hắn cảm thấy vị trưởng quỷ này nhãn lực có hạn chưa chắc đã có thể nhận ra mà trong động phủ của thánh tử còn có một vài loại đang dược cao cấp phương tịch cũng không có ý định lấy ra đương nhiên là mua nhưng đang đỉnh phường ta do hỗn nguyên tông quản cũng không có bao nhiêu ma tu bởi vậy giá cả ứng trưởng quỷ xoa xoa mồ hôi trên trán cười khổ trả lời nếu như tiền bối muốn bán giá cao, chỉ có thể đến địa bàn của xích huyết giáo hoặc là tìm kiếm người của thanh diệp thương hội. Thôi, giá cả thấp chút cũng được. Phương tịch chuẩn bị dịch dung ở mỗi phường thị để xử lý một phần vật tư, lúc này phóng khoáng khoát tay. Ngược lại cũng không có bao nhiêu. Được, vậy tại hạ bắt đầu đánh giá, bình huyết nguyên đan này. Sau nửa canh giờ, phương tịch đi ra khỏi đan đỉnh phường, sau lưng là ứng trưởng quỷ cuối người chào thật sâu đưa tiễn hắn tiện tay ném ra một khối linh thạch trung phẩm cho tu sĩ dẫn đường đang đợi hầu đi lão điếm của tiết gia ngươi có thể trở về lão điểm của tiết gia lão điếm này ẩn giấu trong rất nhiều kiến trúc hoặc nhìn giống như quán trà bình thường sau khi phương tịch tiến vào mới phát hiện bên trong có động thiên khác thiếp thân ôn lam xin bái kiến tiền bối một vị nữ tu trung niên khoảng 30 tuổi hạ thấp người thi lễ. Không biết vị tiền bối này, muốn mua tin tức nào. Tu vi nàng chỉ có luyện khí viên mãn, nhưng so với ứng trưởng quỷ còn tỏ vẻ đúng mực hơn. Nghe nói nơi đây có tin tình báo rộng nhất trong phố. Phương tịch chấp hai tay sau lưng, nhìn chung quanh, vẫn chưa lập tức giao dịch. Chỉ là người ngoài nâng đỡ. Nhưng trong bản điếm quả thực có rất nhiều tình báo tu tiên giới mới nhất. Ông Lam khẽ mỉm cười, dịu dàng trả lời. Từng. Bản tọa cần tình báo của các đại thế lực nguyên quốc, muốn tin tức mới nhất ngoài ra còn cần mua một ít linh tài trân quý gần đây nguyên quốc có đại hội trao đổi tin tức quy mô lớn chút không phương tịch tùy ý ngồi xuống mở miệng dò hỏi tình báo của các đại thế lực trong nguyên quốc ông lam có chút kinh ngạc nhìn vị tu sĩ kết đan này giống như người ngoại lai nhưng nàng lập tức gật đầu đương nhiên có tháng trước vừa đổi được thiếp thân mang tới cho tiền bối còn loại đại hội trao đổi tin tức xem như bản điếm tặng cho tiền bối. Đại hội giao dịch tin tức lớn nhất sắp mở ra, khoảng một năm sau, là buổi đấu giả ở huyền Không Sơn Phường Thị. Ông Lam đi vào phòng, không bao lâu, bưng đến ra một cái khay, phía trên có một khối ngọc giản màu trắng. Đây là tình báo của các đại thế lực nguyên quốc, chỉ cần 500 linh thạch. Nếu như tiền bối muốn đơn độc xem tư liệu của một nhà nào đó thì phải trả tiền. Hừng, phương tịch cầm tấm ngọc giảng lên thần thức dò vào trong đó rất nhanh tình hình cơ bản của nguyên quốc hiện lên trong lòng hắn tu tiên giới nguyên quốc cực kỳ quảng đại thế lực nguyên anh có ba nhà một trong số đó là hổ nguyên tông bá chủ lâu năm gốc gác vô cùng thâm sâu thứ hai là thanh diệp thương hội thế lực của thương hội này ngang mấy nước gần nguyên quốc nghe đồn trong hội có cung phụng cấp bậc nguyên anh cuối cùng là xích huyết giáo vừa cuộc khỏi Giáo này nằm ở phía đông nam của Nguyên quốc, có kết cấu giống như Đại Tông Ma Đạo của Khương quốc. Xem ra là tu tiên giới cực lớn cũng khó có hóa thần. Lão quái Nguyên Anh trưởng khống tu tiên giới. Ở trong Ngọc Giảng, còn đặc biệt ghi chú rõ, sau đại chiến lần trước tu sĩ Nguyên Anh của hỗn Nguyên Tông cùng xích huyết giáo lưỡng bại câu thương. Trong Ngọc Giảng này, còn có bản đồ đại khái của Nguyên quốc, trong đó thế lực kết đang có trên trăm nhà, khiến phương tịch mở rộng tầm mắt hắn cũng nhìn thấy huyền không sơn. Nơi đây là vị trí trọng yếu của nguyên quốc, nắm giữ linh mạch cấp 4 hạ phẩm, bị xích huyết giáo cùng hỗn nguyên tông nhiều lần tranh cướp. Sau đó một trận đại chiến, hai tông ký kết khế ước hòa bình, rút lui khỏi nơi này, kết quả lại bị thanh diệp thương hội chiếm tiện nghi, thành lập một tòa phường thị. Gần nhất danh khí tăng mạnh, liên tiếp tổ chức các đại hội giao dịch cùng đấu giá, hấp dẫn rất nhiều tán tu. Xích huyết giáo cùng hỗn nguyên tông dừng tay rút lui khỏi nơi này, mời thế lực trung lạp thứ ba trung tiến vào. Xem ra thật sự không muốn đánh nhau nữa rồi. Phương tịch thấy vậy thì liên tục gật đầu. Sự xuất hiện của ta lại mang đến hòa bình cho nguyên quốc nhỉ. Đối với ba thế lực nguyên anh hắn đương nhiên phải kính nghi viễn chi rồi. Nhưng, những ghi chép trên nọc giảng hắn vẫn nhìn rất tỉ mỉ, đặc biệt là hỗn nguyên tông. Lão tổ khai phái hỗn nguyên tông thức tỉnh ngũ hành thể, tu hành 200 năm là có thể ngưng tụ Nguyên Anh thậm chí còn đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, danh chấn một thời. Chỉ là không thể hóa thần, âm u tọa hóa. Có người nói ngũ hành thể còn vượt qua ớt một pháp thân nhưng quá trình thức tỉnh cực kỳ gian nan. Nghe nói bản thân tu sĩ không chỉ cần năm loại linh căn kim một thủy hỏa thổ hoàn toàn cân đối, mà tất cả linh căn đều phải từ thượng phẩm trở lên mới có thể thức tỉnh loại linh thể này. Tuy nhiên một khi thức tỉnh, không chỉ tu vi tăng nhanh vượt quá thiên phẩm linh căn, mà cũng rất có lợi cho đại thần thông và đấu pháp. Phương Tịch đọc nhanh như gió, dưới ba đại thế lực nguyên anh chính là thế lực các đại kim đan. Đứng đầu trong mấy đều có tu sĩ kết đan hậu kỳ tỏa trấn khiến Phương Tịch phải nhìn thêm mấy lần. Cuối cùng, hắn còn nhìn thấy cái tên Điển Tinh môn. Phần tóm tắt này không tồi. Một hồi lâu, Phương Tịch đặt ngọc giảng xuống, nhìn thấy Ôn Lam đang thưởng trà, cười cười đưa năm khối linh thạch trung phẩm đúng rồi nơi đây là lão điếm tiết gia vì sao đạo hữu lại là họ ôm lão công của thiếp thân họ tiết ông lam ngẩn ra hời hợt trả lời nàng nhìn phương tịch lại nở nụ cười xinh đẹp tiền bối còn có điều gì nghi ngờ cần mua tình báo chi tiết hơn không không cần nhưng bản thân ta đúng là còn có một vấn đề không biết ngươi đã từng nghe đến quán hồn dẫn chưa ánh mắt phương tịch lóe lên hỏi quán hồn dẫn chưa từng nghe nói ôm lam lắc đầu thật sự rất nghi hoặc đây là vật gì một đồ chơi nhỏ thôi phương tịch lắc đầu trong lòng thoáng tiếc nuối chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng ôm lam bỗng nhiên mở miệng như thiếp thân không nhìn lầm tiền bối là lúc tán tu còn chưa gia nhập bất kỳ đại thế lực nào sao thế ngươi muốn mời chào ta phương tịch dừng bước cười như không cười nhìn ôm lam thế lực chỗ tiếp thân mặc dù không thể so với hỗn nguyên tông nhưng ở nguyên quốc luận tai mắt linh thông cũng được xưng là có một không hai ông lam tự tin nói há không biết là thế lực nào phương tịch rất hứng thú nhìn chằm chằm nữ nhân này trước khi tiền bối gia nhập phản bối không thể tiết lộ mong tiền bối lượng thứ nụ cười của ông lam hơi cứng ngắc trả lời sau khi gia nhập sẽ có lợi ích gì phương tịch suy nghĩ một chút có linh vật ngưng anh không? Sắc mặt ôn lam sững sờ. Đương nhiên là không có. Vậy thì thôi đi. Phương tịch mỉm cười, xoay người rời đi. Ôn lam tức giận đến suýt chút nữa giơ chân. Linh vật ngưng anh. Khẩu khí thật lớn. Chỉ là một tên kết đan sơ kỳ. Cho là là thái thượng trưởng lão xích huyết giáo, cũng là ma đạo khương quốc âm thầm giúp đỡ, mới may mắn ngưng anh thành công đấy luận giàu có, tài nguyên, công pháp, truyền thừa. Ta cũng không cần bất kỳ thứ gì, trừ linh vật ngưng anh. Quả thật dường như không gì có thể khiến ta động tâm nữa rồi. Cách đại hội đấu giá của huyền không sơn còn một khoảng thời gian nữa, đúng lúc đi các phường thị phi tan đống tài liệu và đang dược ma đạo, chẳng có tác dụng gì với ta kia. Ngoài ra, cũng có thể từ từ hỏi thăm tin tức của quán hồn dẫn nhưng mà cảm thấy đi qua địa bàn của ma đạo vẫn dễ dàng tìm kiếm được tin tức hữu ích hơn. Phương tịch đi ra khỏi phường thị, vẫn duy trì ngũ quan bình thường như trước. Tu sĩ trong giữ cổng thành cung tiễn, hắn hóa thành một tia sáng màu xanh nhanh chóng đi xa. Cương vực nguyên quốc vô cùng bao la, cho dù tu sĩ kết đang điều động độn quan từ phía nam bay về đến bắc, cũng mất thời gian 10 ngày, nửa tháng. Mà phương tịch cũng không toàn lực phi hành, hắn đi qua rất nhiều phường thị, chọn mua cùng phi tan vật liệu cũng may cho dù là kết đan sơ kỳ ở nguyên quốc cũng không được tính là tu sĩ cấp cao gì hắn nhiều lần ra vào phường thị nhưng mỗi lần giao dịch không quá lớn cũng đều đổi khuôn mặt cũng không có mấy vở kịch hay như tán tu bị cướp tu của cả sau khi đi ra khỏi mai sơn phường thị phương tịch thở dài bây giờ trong túi trữ vật tài liệu cùng đan dược ma đạo cấp thấp cũng đã xử lý gần hết rồi hắn đổi thành mấy chục khối linh thạch thượng phẩm cho tới tài liệu cao cấp trong phường thị nhỏ chưa chắc đã có tu sĩ biết những vật này đồng thời phần lớn các cuộc giao dịch đều đổi theo giai đoạn không phải có linh thạch là có thể cân nhắc phương tịch chuẩn bị tìm cơ hội ra tay trong buổi đấu giá lớn ở huyền không sơn cũng thuận tiện hỏi thăm tin tức của nguyễn tinh linh mãi không có tin tức gì rốt cuộc nữ tử này đã đi đâu rồi phương tịch suy nghĩ một lúc cũng không lãng phí tâm tư nữa mà hóa thành một tia sáng màu xanh đi về phía huyền không sơn đối với buổi đấu giá lớn ở đây hắn vẫn có chút chờ mong. Có người nói thanh diệp thương hội vì gia tăng nhân khí phường thị, tuyên bố muốn đấu giá rất nhiều kỳ trân dị bảo, có khi còn có linh vật ngưng anh cùng mấy thứ như linh nhãn nữa. Một tháng sau, thần quan ất một vần quanh người phương tịch, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại. Tính khoảng cách hẳn là cũng sắp đến rồi, đúng lúc gần đến ngày diễn ra buổi đấu giá. Lại bay thêm trăm dặm, phương tịch bỗng nhiên dừng lại, nhìn phía trước trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ hắn nhìn thấy huyền không sơn rồi không phải là nói một ngọn núi lớn trôi nổi giữa không trung dưới ánh mặt trời một ngọn núi vạn mét trôi nổi trên trời cao toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh bên trên có từng tòa cung điện lầu cắt to lớn phía dưới núi còn có lượng lớn tu tiên giả hội tụ từng đạo động quan bay vào hoặc bay ra huyền không sơn thoạt nhìn giống như một tòa tiên sơn thực sự có vạn tiên đến bái ha ha Vị đạo hữu này là lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Không Sơn hả? Một đạo động quang màu vàng bay tới, hiện ra một chiếc xe ngựa toàn thân dùng hoàng kim chế tạo, phía trước có hai con cự mã. Mà tiếng cười là từ trên xe ngựa truyền đến. Tu sĩ kết đan. Phương tịch trùng mình nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười. Đúng thế. Không biết vị đạo hữu này là. Ha ha, ta chính là Thái thượng trưởng lão của Kim Kiếm môn lệ Hải Phong vị đạo hữu này trông rất lạ mặt chẳng lẽ là vừa tấn thăng kết đan lệ hải phong một thân đại bào màu vàng ngũ quan nhu hòa vẻ mặt tươi cười giống như viên ngoại nhà giàu trông vô cùng thoát phàm tục nhưng tu vi lại là kết đan trung kỳ đỉnh phong đồng thời trong đan điền mơ hồ có một luồng khí tức sắc bén rõ ràng không thể coi thường được đặt ở tu tiên giới ba nước e sợ có thể quét ngang đám người bạch phong chân nhân trương lão tổ đúng vậy tại hạ họ tào phương tịch chắp tay quả thực là lần đầu tiên tới huyền không sơn chẳng trách tu sĩ lần đầu tiên tới huyền không sơn sẽ cảnh tượng ở đây làm cho chấn động nơi đây không chỉ có một linh mạch trong lòng đất còn có một mỏ quặng cực kỳ khổng lồ lệ hải phong một lòng muốn kết giao tỉ mỉ giới thiệu đây chính là sự kỳ diệu của tạo hóa nếu không chỉ dựa vào trận pháp sẽ tiêu hao bao nhiêu linh thạch để giữ cho ngọn núi khổng lồ này lơ lửng trên bầu trời thậm chí tông môn Nguyên Anh cũng sẽ không chịu nổi. Sau này Thanh Diệp Thương Hội mời một vị trận pháp sư cấp 4 tới đây, dựa vào khoáng mạch Nguyên từ đặc biệt bố trí đại trận cửu cung Nguyên Tử. Chính là lợi dụng lực lượng Nguyên từ ở đây. Nguyên từ thần quan thông thiên triệt địa, cho dù là lão quái Nguyên Anh cũng phải đau đầu. Thì ra là thế. Phương Tịch mỉm cười đáp lại, trong lòng cũng cảm thấy nghiêm nghị. Đại trận cửu cung Nguyên từ có lẽ là trận pháp cấp 4 thực lực của Thanh Diệp Thương hội quả thực sâu không lường được. Sau khi nói vài lời với Lệ trưởng lão, bọn hắn cũng đã đến bên ngoài Huyền Không Sơn phường thị. Lượng lớn tu sĩ điều khiển pháp khí phi hành, dừng trên Ngọc Đài, chờ đợi kiểm tra tư liệu xong thì tiến vào. Tu sĩ luyện khí, trúc cơ bình. Đương nhiên phải xếp hàng, nhưng tu sĩ cấp cao chúng ta thì không cần phải như vậy. Lệ Hải Phong cười lớn, dẫn phương tịch đến một đài ngọc đặc chế nơi đây có vài tu sĩ đi đến nhìn dáng vẻ thì đều là kết đan bích lão quỷ lão phu tới rồi lần này ngươi chuẩn bị đủ bích ngọc tâm tử rồi chứ lệ hải phong điều khiển xe rơi trên ngọc đài kêu to ha ha lệ đại trưởng lão đại giá Quang lâm đương nhiên là chuẩn bị xong rồi thân hình lóe lên một vị tu sĩ mặc trường bào xanh biết tu sĩ kết đan trung kỳ hắn tán gẫu với lệ hải phong vài câu ánh mắt tò mò nhìn về phía phương tịch Vị đạo hữu này trông rất lạ mặt. Tại hạ họ Tào. Quả thực là lần đầu tiên tới Huyền Không Sơn. Phương Tịch mỉm cười, tự giới thiệu mình, tỏ vẻ không muốn nói chuyện nhiều. Thì ra là Tào đạo hữu, thật sự vinh hạnh. Bích lão quỷ cười chắp tay một cái. Không biết đạo hữu quê quán ở đâu? Một kẻ tán tu, không có chỗ ở cố định. Phương Tịch mặt không đổi sắc. Được rồi, bích lão quỷ ngươi còn lề mề chậm chạp gì nữa huyền không sơn phường thị cũng không hạn chế tu sĩ ngoại lai theo ta được biết còn có không ít tu sĩ kết đăng nước khác chạy đến tham gia buổi thịnh hội này đấy lệ hải phong không nhịn được nói lão đạo lắm mồm đây là ngọc bài thân phận của đạo hữu xin hãy cất kỹ nếu như để thất lạc có thể sẽ bị đại trận tiêu ký bị đội chấp pháp tuần tra đó bích lão quỷ cười khẽ bồi tội giao một tấm lệnh bài bạch ngọc cho phương tịch. Đạo hữu thân là tu sĩ cấp cao, dựa vào tấm lệnh bài này có thể miễn phí ở lại nên khách hiên ba tháng. Đa tạ. Phương tịch nói lời cảm ơn, nhận lấy ngọc bài. Ngọc bài này vô cùng ấm áp, tản ra một mùi hương thơm nhàn nhạt, rõ ràng chất liệu không hề tầm thường. Được rồi, mọi việc đã xong. Không bằng đi động phủ của bích lão quỷ, uống một phen, như thế nào? Lệ Hải Phong đề nghị ha ha ta còn có chức trách riêng chỉ sợ không thể cùng đạo huynh thưởng trụ được bích lão quỷ lắc đầu nói tại hạ cũng muốn đi dạo phường thị một vòng xin cáo từ trước phương tịch chắp tay đồng thời hóa thành một tia sáng màu xanh tiến vào trong trận pháp nháy mắt không thấy tâm hơi đâu nữa lệ đạo hữu chẳng lẽ ngươi muốn kết giao với người này nhìn thấy bóng lưng phương tịch rời đi nụ cười trên mặt bích lão quỷ nụ chợt lạnh đi sao thể chẳng lẽ ngươi cảm thấy có gì không ổn lệ hải phong hơi nhướng mày hắn nhưng biết rõ vị bích lão quỷ này trời sinh có một đôi minh nhãn thông linh lại tu luyện một môn linh nhãn thuật kết hợp hai cái lại với nhau có thể nhìn thấu rất nhiều thứ nếu không cũng sẽ không được phái tới đặc biệt trong coi cổng lớn của phường thị nào chỉ không ổn mà là rất rất không ổn bích lão quỷ lắc đầu tướng mạo người này là giả ngươi có lẽ đã từng nhìn thấy chân dung của người này rồi ngược lại là tu vi trông như kết đan sơ kỳ ta đã từng gặp qua lệ hải phong bán tính bán nghi nói không thể nào mặc dù lão phu không bằng ngươi nhưng cũng tu luyện thông minh kiếm tâm nếu như đã gặp qua người này lúc gặp lại chắc chắn sẽ không nhận lầm không phải là mặt đối mặt mà là nhìn thấy chân dung của người này bích lão quỷ cười cười từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ngọc giảng ném cho Lệ Hải Phong. Lệ Hải Phong tiếp nhận, thần niệm quét qua, thấy một bức chân dung trong đó. Chính là một vị tu sĩ thiếu niên, khuôn mặt sinh động như thật, chính là chân dung của phương tịch. Thì ra là tờ lệnh truy nã này. Đây là chuyện của mấy chục năm trước, khi đó là đại chiến chính ma, mặc dù hỗn nguyên tông phát lệnh truy nã nhưng mức thưởng cũng không cao, cũng không coi trọng lắm. Đại khái là người này đắc tội với một vị trưởng lão kết đăng nào đó của hỗn nguyên tông lệ hải phong bừng tỉnh đại ngộ nhưng tu sĩ kết đan vẫn chưa từng xuất hiện sự việc này cũng dần dần phai nhạt đi ngược lại hổ nguyên tông cũng chưa từng từ bỏ đúng là như thế người này đắc tội hổ nguyên tông nếu lệ huynh muốn lôi kéo thì vẫn nên cân nhắc kỹ càng một chút bích lão quỷ ý vị tâm trường nói đa tạ đạo hữu nhắc nhở nếu đã biết lợi hại trong đó lão phu đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức lệ hải phong cười khổ trả lời lại có chút hiếu kỳ. Nếu đạo hữu đã nhìn thấu, tại sao không? Hừ, bản địa chính là phường thị, cho dù là ma tu cũng có ra vào, chỉ cần không quá phận đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Bích lão quỷ thần bí mỉm cười. Dù sao bản thương hội Dĩ Hòa vi quý. Huống chi Hỗn Nguyên tông cũng không treo giải thưởng phong phú gì, chẳng lẽ vì chút lợi ích cực nhỏ mà liều mạng với một vị tồn tại cùng cấp sao? Mặc dù hắn mới kết đan sơ kỳ, nhưng cũng không biết tu luyện loại công pháp nào có pháp bảo và bí thuật gì một khi đánh hổ không thành chúng ta sẽ tổn thất nặng nề đúng là như thế lệ hải phong liên tục gật đầu không ngờ nhiều năm không gặp mà ngươi vẫn khéo đưa đẩy như vậy ha ha chúng ta đi uống rượu đi được mặc dù bản nhân có chức trách trấn thủ của lớn phường thị nhưng tạm thời để mấy đệ tử trúc cơ chúng ta đi thưởng tử thôi Bích lão quỷ cười ha ha một tiếng, vậy mà hóa thành một đạo động quan cùng lệ hải phong trở về đồng phủ. Phương tịch không biết chuyện này, dù sao phẩm cấp của dị bảo thận lâu châu quá thấp, gặp được kết đang tu luyện linh mục thuộc lợi hại, chỉ thoáng chốc đã bị nhìn thấu. Ngược lại tu vi của hắn, bởi vì bí thuật thu liễm khí tức của Khô Vinh quyết đủ tinh thông, ngược lại không bị bại lộ. Lúc này, hắn đi đến ngân khách hiên lựa chọn đồng phủ phát hiện vậy động phủ nơi đây còn có linh khí cấp 3 thượng phẩm, cực kỳ hài lòng. Còn có thể miễn phí ở 3 tháng. Đợi đến buổi đấu giá kết thúc, ở chỗ này tu hành một thời gian cũng không tệ. Thu xếp xong mọi thứ, phương tịch chấp hai tay sau lưng, hứng thú bắt đầu đi dạo trong huyền không sơn phường thị. Bởi vì buổi đấu giá sắp tới, tu sĩ ra vào phường thị vô cùng rộn ràng, không ít quầy hàng có một ít tinh phẩm xuất hiện. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người hãm hại lừa gạt phương tịch nhìn quanh trong lòng đã định giá tài nguyên tu tiên của nguyên quốc thanh diệp thương hội phương tịch ngẩng đầu nhìn thương hội to lớn nằm ở vị trí trung tâm phường thị trên tấm biển còn có khắc ra ba chiếc lá xanh hắn cười một tiếng đi vào thương hội hoan nghênh tiền bối đến bản thương hội dựa theo quy củ tất cả tu sĩ kết đan đều là khách quý của bản thương hội mời lên lầu ba một thị nữ trông thấy phương tịch con ngươi hơi lóe lên dáng vẻ tươi cười càng thêm sáng lạng, mời phương tịch lên lầu 3. Ở nơi này của các ngươi, lầu 1 và lầu 2 dùng để tiếp đãi tu sĩ trúc cơ và luyện khí sao. Phương tịch đi theo sau lưng thị nữ, thuận miệng hỏi thăm. Thần thức hắn vừa quét qua, trong đại sảnh chia làm rất nhiều quầy hàng, đang trận phù khí đều có bán, tu sĩ vãng lai cũng không ít. Đúng là như thế. Chỉ sợ nguyên quốc không có nơi nào có thể vượt qua bản thương hội. Thị nữ kiêu ngạo trả lời, dẫn Phương Tịch đến lầu ba bên ngoài phòng bao một tầng cấm chế thật dày bao trùm trên cửa gỗ trên đó có các loại phù văn lấp lóe mời quý khách đi vào nghỉ ngơi chuẩn quỹ cao cấp của bản lầu sẽ tới ngay thị nữ lấy ra một tấm lệnh bài mở cấm chế căn phòng này không người nói Phương Tịch gật đầu đi vào phát hiện bên trong bố trí vô cùng trang nhã nhưng thần thức của mình không cách nào xuyên qua vách tường phòng bên được rõ ràng vô cùng đảm bảo tính riêng tư Hắn cũng không phải chờ đợi bao lâu, một làn gió thơm lướt qua, một vị nữ tu chậm rãi đi vào phòng. Nữ tử này tóc dài, trên đầu cắm mấy cây châm ngọc trang nhã, trong phú quý bức người, cảm giác rực rỡ, mấu chốt là tu vi cũng đến kết đan. Xin chào đạo hữu. Thiếp thân Diêm Như Ngọc sẽ tiếp đãi đạo hữu. Nếu như đạo hữu cảm thấy thiếp thân không thích hợp có thể đổi người khác. Diêm Như Ngọc hạ thấp người thi lễ, chậm rãi nói. Không cần, phương tịch mỉm cười nói bản nhân tương đương hài lòng vậy thì tốt rồi diêm như ngọc ngồi ngay ngắn đối diện phương tịch vung tay lên cấm chế hai bên tự động hiện ra đóng lại cửa lớn phòng bao không biết đạo hữu đến bản thương hội muốn làm gì trước tiên xem xét vài vật đi phương tịch sờ trữ vật giới chỉ trên tay trên mặt bàn lập tức hiện ra mấy hộp ngọc xem ra đạo hữu muốn kiểm tra nhãn lực của thiếp thân trước rồi Diêm như ngọc trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều, mở ra hộp ngọc thứ nhất. Trong hộp, chính là một bình ngọc màu xanh, trên bình ngọc còn có từng đường vân giống như lá cây. Ồ! Diêm như ngọc khẽ ồ một tiếng. Làm sao? Đạo hữu nhìn ra có gì không đúng sao? Phương tịch bình tĩnh hỏi thăm, trong hộp ngọc này đương nhiên là đang dược tinh phẩm thánh tử để lại, các phường thị khác cũng không thể giám định được. Thiếp thân chỉ cảm thấy bình đang dược này khá thú vị dường như phỏng chế không thanh bình, có lẽ đang dược được tất giữ cũng vô cùng trân quý. Diêm Như Ngọc nở nụ cười xinh đẹp trả lời. Không thanh bình. Phương Tịch có chút mờ mịt, chợt ánh mắt sáng lên. Là không thanh bình mà tu sĩ thượng cổ đặc biệt dùng để bảo vệ đan dược quý giá. Tương truyền bình ngọc này còn được gọi là vạn tái không thanh, có thể bảo tồn hoàn mỹ dược tính của đan dược trong vạn năm. Đạo hữu kiến thức hơn người nhưng bình không thanh bình này chỉ là hàng nhái có thể duy trì hiệu lực của đan dược khoảng mấy trăm năm, đã rất không tồi rồi, cũng coi như một kiện linh khí khá tốt. Sắc mặt diêm như ngọc trịnh trọng hơn rất nhiều, mở nắp bình. Một tia sáng đỏ thẩm trực tiếp thoát ra khỏi bình. Đan dược có dị tượng. Nàng nỉ non một tiếng, nhìn một viên đan dược bên trong không thanh bình. Chỉ thấy viên đan dược này toàn thân đen kịt, bên ngoài lại có ba đường vân vàng ống ánh. Tia sáng trong mắt này chớp liên tục, cuối cùng gật gật đầu, đặt bình không thanh bình lại, nói với phương tịch. Đan dược này của đạo hữu hẳn là huyền nguyên phá thanh đan. Đan này tương đối phổ biến ở thời kỳ thượng cổ, bây giờ cực ít. Dược lực bá đạo, vô cùng hữu ích đối với tu sĩ kết đan sơ kỳ đột phá bình cảnh trung kỳ. Đan này, không biết đạo hữu có ý bán ra không? Nói thật, thiếp thân cũng bị vây trong bình cảnh sơ kỳ rất nhiều năm. Vì có thể đột phá tu vi, nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Diêm như ngọc mị nhãn như tơ, liếm môi một cái, mang theo khát vọng. Dường như chỉ cần phương tịch đáp ứng thì có thể cùng vị mỹ nhân kết đang này mây mưa một phen. Ha ha! Đạo hữu xem hai kiện còn lại đi. Phương tịch mỉm cười, thu hồi không thanh bình phỏng chế chứa huyền nguyên phá thanh đan, nhận được ánh mắt u oán của nàng. Diêm như ngọc ai oán một phen, vậy mà lại khôi phục vẻ đoan trang, dường như tất cả trước đó chỉ là ảo giác, nghiêm túc mở hộp ngọc thứ hai trong hộp ngọc rõ ràng là một vật liệu tinh thể lớn chừng quả đấm vật này vẻ mặt do dự bỗng nhiên ngón tay búng một cái một đạo hỏa diễm rơi bên ngoài vật này xoẹt trên tinh thạch một chùm ánh sáng màu đen hiện ra vậy mà bao trùm hỏa diễm trong đó chầm chậm ma diệt nếu như thiếp thân nhìn không lầm vật này hẳn là hắc lung tinh chính là vật liệu cấp ba hiếm thích hợp dùng để luyện chế pháp bảo ma đạo xích huyết giáo vẫn luôn muốn thu mua vật này, giá cả rất cao. Diêm Như Ngọc suy nghĩ một phen, nói ra suy nghĩ của mình. Thì ra là thế. Phương Tịch từ chối cho ý kiến. Vật liệu hắn tìm thấy trong động phủ của thánh tử đa số là đã tìm hiểu được, chỉ còn lại mấy món này thôi. Lúc này lại biết được tên của một loại vật liệu, có thể lấy ra làm được rất nhiều chuyện. Dù sao, cái tên hắc lung tinh hắn cũng từng nhìn thấy trên mấy quyển cổ tịch chỉ là không có miêu tả cụ thể, cũng không biết vật này chính là hắc lung tinh mà thôi. Diêm Như Ngọc nhìn thấy Phương Tịch thu hồi hộp ngọc thứ hai, trong lòng phiền muộn, mong đợi mở ra hộp ngọc thứ ba. Trong hộp ngọc này vậy mà chỉ có một gốc linh thảo, toàn thân đỏ hồng, bề ngoài có phù văn kỳ dị màu bạc. A. À, Diêm Như Ngọc lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Vật này có vấn đề gì sao? Phương Tịch thuận miệng hỏi một câu. Cũng không có vấn đề gì chỉ là linh thảo này. Dường như là linh vật cấp 4, có vẻ là vật lâu đời rồi. Diêm như ngọc lại xem xét một phen, chỉ có thể lắc đầu. Thật có lỗi. Vật này thiếp thân cũng không biết, nhưng đây tuyệt đối là một gốc linh dược cấp 4 trân quý 700 năm trở lên. Thì ra là thế, đa tạ. Phương tịch ôm quyền cảm tạ. Kể từ đó, những thu hoạch trong bí cảnh hắn đều rõ ràng sáng tỏ rồi. Mấy món linh vật đều có tư cách xuất hiện trên buổi đấu giá vào 13 ngày sau, đồng thời cũng là những vật phẩm xuất hiện cuối cùng. Ánh mắt Diêm Như ngọc lưu chuyển. Không biết đạo hữu chuẩn bị xử trí như thế nào. Những linh vật này cũng không có nhiều tác dụng với ta lắm, đương nhiên là phải xử lý cho thỏa đáng. Phương Tịch bình chân như vậy trả lời. Nhưng đối với tồn tại như chúng ta mà nói, linh thạch đã không có ý nghĩa quá lớn, không biết đạo hữu có gì có thể khiến ta động tâm. Diêm Như Ngọc Đoan chính ngồi đó đã biết Phương Tịch không phải loại tu sĩ si háo sắc. Trong bản thương hội, các loại vật trân quý cũng không ít. Ví dụ như linh đang thích hợp cho tu sĩ kết đan tinh tiến pháp lực, còn có pháp bảo cường đại. Những thứ này đối với bản nhân cũng không có bao lớn lực hấp dẫn. Phương Tịch thở dài, không biết quý thương hội có thể có linh vật kết anh cùng đồ vật như linh nhãn không? Vẻ mặt Diêm Như Ngọc ngưng trọng, cái này. Đương nhiên là không có. Không biết có thể có manh mối liên quan nào không? Phương Tịch lại nói. Đương nhiên. Biết cũng không nhất định phải nói. Ta hiểu, trong động phủ của tu sĩ Nguyên Anh chắc chắn có linh nhãn nhỉ. Còn có trong bí cảnh ngũ hành đương nhiên cũng có hai vật này. Đại danh của bí cảnh ngũ hành, Phương Tịch cũng chỉ nghe nói trong một lần đi qua phường thị nào đó. Bí cảnh này là tổ sư của hỗn nguyên tông bố trí, đặc biệt dành cho đệ tử tông môn, nghe nói trong đó thậm chí có cơ duyên ngưng kết nguyên anh. Đáng tiếc, bí cảnh như vậy bị hỗn nguyên tông trong coi ship sao, đừng nói ngoại nhân, cho dù là tu sĩ của bản tông cũng chưa chắc có thể đi vào tìm tòi hư thực. Hai vật này vô cùng trân quý, nếu có thể có manh mối chính xác. Vậy thì thương hội chúng ta cũng đã sớm xuất động, giành lấy rồi. Diêm Như Ngọc đang nghe truyện trên TV Audio CV cười khổ trả lời. Đúng vậy, Phương tịch thu hồi linh vật, nghĩ nghĩ, lại lấy bình huyền nguyên phá thanh đan ra. Vật này, ta định bán trong buổi đấu giá lớn. Không thành vấn đề. Trên mặt diêm như ngọc lướt qua một vòng vui mừng. Bản thương hội nhất định sẽ bán nó với cái giá thật tốt. Là người biết tình báo nàng có thể nhằm vào người chuẩn bị rất nhiều linh thạch, đương nhiên sẽ chiếm lợi lớn. Vậy là tốt rồi, nếu như không đạt được giá ta quy định, ta cũng sẽ không bán vật này phương tịch mỉm cười hắn sớm đã là kết đan trung kỳ đan dược này đối với hắn mà nói không có chút tác dụng gì nữa ngược lại là diêm như ngọc có chút lo được lo mất sau khi thảo luận quy định giá với phương tịch thì giao cho hắn một tấm lệnh bài màu xanh lam đạo hữu đã là tu sĩ kết đan lại giao linh đan quan trọng như vậy cho bản thương hội bán phòng thách quý của buổi đấu giá lớn chính là lễ vật thiếp thân dành cho đạo hữu ồ phương tịch tiếp nhận lệnh bài hơi dò xét nhìn thấy trên lệnh bài huỳnh quang lập lòe ở giữa khắc mấy chữ phòng ất 16. Bên trong có cấm chế đặc thù, rất khó mô phỏng hoặc là giả tạo. Đến lúc đó, đạo hữu có thể dựa vào lệnh bài này trực tiếp tiến vào phòng bao, còn có thể thu hoạch được hạng mức 10 vạn linh thạch từ bản thương hội. Nếu mua sắm linh vật không đủ linh thạch, có thể mượn tạm bản thương hội, chỉ cần sau đó trả hết là được, không cần lãi. Diêm Như Ngọc cười giải thích vài câu. Đa tạ. Phương Tịch lại cùng vị đồng đạo kết đan hàng huyên vài câu, lúc này mới cáo từ, đi ra khỏi thanh diệp thương hội, thở dài. Hắn đến nguyên quốc, chủ yếu chính là tìm kiếm cơ duyên kết anh cùng Linh Nhãn. Dù sao hai vật này, một vật liên quan đến tương lai hắn tấn thăng nguyên anh, một vật khác thì cùng chung nhịp thở với vạn cổ trường thanh thể. Nhưng thông qua kiến thức hắn lĩnh hội được trong khoảng thời gian này, hắn biết được cho dù ở nguyên quốc, hai vật này cũng khó có được. So với thu hoạch được Linh Nhãn, cơ duyên kết anh càng khó. Dù sao một thành nguyên anh sẽ thực sự trở thành kỳ thủ. Có lẽ ta còn may mắn hơn các vị kết đan viên mãn khác nhiều. Phương tịch không hiểu, lại nghĩ tới lời nói của lão quỷ cửu diệp phái, tất một pháp thân phối hợp với khô vinh quyết, có thể gia tăng cơ hội ngưng kết nguyên anh. Mười mấy ngày sau, ban đêm phương tịch ở trong động phủ nên khách khi ngồi xuống luyện khí. Ban ngày ra ngoài đi dạo, chọn mua một ít linh thảo cùng linh vật mình cần. Bây giờ trận pháp cùng kỹ nghệ phù lục đều đã đến cấp 3, nhưng tay nghề luyện đan còn khá kém, chủ yếu vẫn là khiếm khuyết các loại linh thảo cùng đan phương. Nhưng mà sau khi đến nguyên quốc, các loại tài nguyên tu tiên hơn phong phú không ít, vẫn tương đối có nắm chắc tấn thăng thuộc luyện đan một phen. Lúc này, phương tịch giả tâm bừng bừng đi dạo từng quầy hàng, muốn dựa vào nhãn lực độc đáo của bản thân thậm chí tử khí thiên nhãn thuộc nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng không biết là do cơ duyên chưa đủ hay sao mà vẫn không có thu hoạch gì. Những tán tu kia vô cùng không khéo, trừ những kẻ cầm hàng giả hãm hại lừa gạt, đối với những đồ vật tương đối quý hiếm tí thì cầm chặt trong tay, báo giá cao trên trời. Sau mấy lần, phương tịch cũng nhặt nhạnh được ít lợi ích. Dù sao, lần trước nhặt nhạnh chỗ tốt dẫn đến hậu quả hỏng bét, cũng không phải hồi ức tốt đẹp gì. Một ngày này, trời vừa tờ mờ sáng, huyền không sơn phường thị đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Có lượng lớn tu tiên giả khống chế độn quan, hoặc là ngồi cưỡi linh thú, phi xa tiến vào trong phường thị trong những tu sĩ này ngay cả tu sĩ luyện khí cũng cực ít đa số đều là trúc cơ mà tu sĩ kết đan cũng không hiếm thấy nương theo lấy từng tiếng chuông vang lên tia sáng trong động phủ lóe lên phương tịch cũng đi ra lúc này hắn mang theo mũ rộng vành xung quanh rũ hắt xa che khuôn mặt có chút phong phạm kiếp tu nhưng chung quanh các vị tu tiên giả cũng ăn mặc như vậy cũng không có vẻ quá nổi bật buổi đấu giá lớn của huyền không sơn cuối cùng cũng bắt đầu phương tịch thì thào một tiếng đi theo dòng người đi vào sàn bán đấu giá lớn hoan nghênh vị tiền bối này trấn giữ cửa lớn rõ ràng là hai vị tu sĩ trúc cơ đồng thời tu vi đến trúc cơ hậu kỳ thần thức quét qua phát hiện tu vi phương tịch sâu không lường được lập tức trở nên cung kính rất nhiều lại kiểm tra lệnh bài của phương tịch tiền bối ở phòng chữ ất số 16, mời phương tịch đi vào sàn phòng bán đấu giá lớn chỉ thấy lầu một tất cả đều là hội trường lớn lầu hai lại có không ít phòng bao cấm chế chớp động có cảm giác chướng mắt cũng không biết hội đấu giá lớn như thế phải chăng có nguyên anh áp trận trong lòng hắn thì thào một tiếng đi vào đến lầu hai tìm tới phòng của mình dùng lệnh bài mở ra cấm chế đi vào xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại phòng đấu giá vốn dĩ ồn ào náo động đều bị vách tường cấm chế ngăn cách trong phòng bài trí cũng rất đơn giản, chỉ có một bàn một ghế dựa, bày linh trà linh quả mà thôi. Phương Tịch ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, an tâm xem hội đấu giá khai mạc. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Bỗng nhiên từng tiếng chiên vang lên. Phương Tịch mở hai mắt ra, chỉ thấy hội đấu giá ở giữa trên đài cao, chẳng biết lúc nào đã có thêm ra một vị lão giả mặt trường bào màu tím, dáng vẻ gầy gò. Lão giả này, hai con ngươi như điện, Bị ánh mắt đó liếc nhìn người nào người nấy trở nên nghiêm nghị. Lại là lão nhân thiên sát. Vị này chính là tu sĩ kết Đan viên mãn. Là một trong những vị tán tu không thể trêu chọc nhất Nguyên Quốc. Không nghĩ tới, Thanh Diệp Thương hội vậy mà cũng mời được người này tới. Tu sĩ bốn phía xì xào bàn tán, lại bị thần thức phương tịch bắt được. Lúc này hắn mới biết được vị thiên sát lão nhân này đã thành danh được gần 300 năm, đồng thời có được mấy loại đấu pháp thần thông hết sức lợi hại hết sức lợi hại gần như là kết đan đứng đầu nguyên quốc khó trách ta cảm giác có chút nghiêm nghị quả nhiên là cường giả kết đan đáng tiếc đại thọ không xa phương tịch âm thầm cảm khái bất luận thanh danh như nào cũng chỉ là hư ảo sống được lâu mới là thật hắn không cần khô vinh quyết cũng biết người này đại nạn không xa nhục thân già yếu lại không có cơ hội tấn thăng nguyên anh có thể bởi vì như vậy mới không thể không cân nhắc tử tôn hậu bối tiếp nhận lời mời chào của thanh diệp thương hội đại hội lần này do bản nhân đích thân chủ trì thiên sát lão nhân nhìn chung quanh một vòng thanh âm giống như phá la nhưng tu tiên giả đều không chú ý những điều này tu vi của người này đủ để khống chế cục diện đây mới là chuyện quan trọng nhất được đừng nói nhảm nhiều lời nữa hiện tại bắt đầu đấu giá vật thứ nhất thiên sát lão nhân vỗ vỗ tay có một mười vị thị nữ bưng khay lên trong mỗi một khay đều có một bình ngọc bên trong là một viên đang dược màu xanh thẳm mười viên trúc cơ đan mỗi một viên có giá ba ngàn linh thạch giá bắt đầu hiện tại bắt đầu tổ thứ nhất thiên sát lão nhân vừa dứt lời có người không kịp chờ đợi kêu giá dù sao trúc cơ đan đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là nhu yếu phẩm cũng không ngại nhiều trong rạp chữ giáp nào đó không ngờ thiên sát lão quỷ cũng có thể tự hạ thấp địa vị quả nhiên là kinh hỉ lớn mà bích lão quỷ cùng diêm như ngọc cùng mấy vị kim đan trong thương hội ngồi cùng nhau nhìn qua phía dưới đang tiến hành đấu giá bọn hắn là kim đan của thương hội lúc này xuất hiện tại phòng bao đương nhiên cũng lấy thân phận khách nhân bích lão quỷ cũng có chút cảm khái thiên sát lão quỷ luôn luôn tâm cao khí ngạo cũng không biết tại sao lại như vậy đương nhiên là vì người này đại nạn không xa một đám hậu duệ cùng đồ tử đồ tôn không thể nhờ cậy chỉ có thể cầu xin thương hội chúng ta che chở, chỉ tiếc. Mặc dù thiên sát lão nhân tu vi đầy đủ, lại chủ trì buổi đấu giá nhưng khả năng tạo độ hấp dẫn vẫn còn non lắm. Một vị đại hán khác, mặt đỏ tiếc núi lắc đầu. Ha ha! Việc này cũng không sao, tiểu muội đã thấy tu sĩ kết đang hỗn nguyên tông cùng xích huyết giáo. Hai nhóm người này đụng phải nhau, không gió thì sóng cũng phải dâng lên tận ba thước. Diêm như ngọc cười duyên nói. Tiểu muội còn cố ý xếp phòng bao của hai nhóm người này gần một chút. Ha ha, Ngọc Tiên tử quả thật cơ trí. Mấy tu sĩ kết đan đều tán thưởng. Ngọc Tiên tử, ngươi tới đây, không biết coi trọng vật gì. Tia sáng trong mắt bích lão quỷ lấp lóe, đột nhiên hỏi. Hẳn là vì vật kia. Dĩ nhiên không phải, thiếp thân chỉ coi trọng một viên linh đan thôi. Diêm như Ngọc mỉm cười. Món đồ cuối cùng kia, Mặc dù ta cũng rất động tâm nhưng không mua nổi. Trong phòng chữ ớt, Phương Tịch buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Mở màn đấu giá 10 viên trúc cơ đan, lại có một nhóm đang trận phù khí thay phiên đi lên, đều là tinh phẩm ngoại giới khó gặp, giá tiền không rẻ. Trong đó còn trộn lẫn khôi lỗi, trứng của yêu thú. Đáng tiếc, sau khi dạo một vòng trong bí cảnh của Nguyên Thủy Ma Môn, linh vật có khả năng hấp dẫn Phương Tịch đã rất ít. Pháp bảo cấp 3 trung phẩm. Duệ Kim Hoàng Lúc này, thiên sát lão nhân giới thiệu một kiện pháp bảo kim quang lóng lánh. Viên hoàng này được chế tạo từ bạch kim tây cực, lại trộn lẫn với một ít huyền thiết tinh. Chắc chắn đứng đầu trong những pháp bảo. Lạc ấn rất nhiều loại cấm chế thần diệu, là tinh phẩm hiếm có, giá khởi đầu 30 vạn linh thạch. Rõ ràng, có thể mua sắm loại pháp bảo này, chỉ có tu sĩ kết đan. Lại là bảo vật này, ha ha, chính hợp cho mổ gia sử dụng. Ta ra giá 31 vạn linh thạch. Một thanh âm thô hào, từ trong ghế lô nào đó truyền ra. 31 vạn linh thạch, hẳn là hỗn nguyên tông ném đi mấy mỏ linh thạch cùng với các giảm chu cấp cho trưởng lão kết đang nhỉ. Hắc hắc. Bản nhân ra giá 40 vạn linh thạch. Một thanh âm âm trầm, bỗng nhiên vang lên trong một căn phòng khác. Hộ pháp xích huyết giáo, la càng. Ngươi cũng ở đây. Thanh âm thô hào mang theo vẻ kinh nộ khụ khụ thiên sát lão nhân ho khang một cái linh lực kết đan viên mãn linh lực không ngừng khuếch tán thậm chí ở xung quanh các bàn đấu giá từng cột sáng đỏ thẩm phóng lên tận trời bên trong vô số cấm chế phù văn lấp lóe trông vô cùng bất phàm trong đại hội đấu giá bất luận xuất thân lai lịch hai vị không nên quấy rầy những khách nhân khác thiên sát lão nhân bình tĩnh nói thiên diễm tứ sát trận tốt rất tốt Ta ra 41 vạn linh thạch. Đại hán thô hào hung tợn nói. 45 vạn. La càng lập tức tăng giá. Mà tu sĩ kết đang còn lại không muốn liên lụy, gia nhập vào cuộc chiến của hai đại công môn này, từ bỏ lần bán đấu giá này. Rất nhanh, pháp bảo vệ kim hoàng trong sự ồn ào của hai người đã lên đến 50 vạn linh thạch. 51 vạn linh thạch, nếu ngươi ra nhiều hơn, món pháp bảo này bản nhân chấp tay nhường cho. Cuối cùng, thanh âm thô hào kia mang theo một tia kiên quyết, phương tịch giống như nhìn thấy một vị hán tử nào đó hai mắt đỏ bừng, tràn đầy tơ máu. Hắc hắc! Nếu Trương Huynh yêu thích như vậy, vệ kim hoàng này bản nhân thành toàn cho ngươi, ha ha! Chỉ là không biết trên người các hạ có thể có nhiều linh thạch như vậy. Thanh âm la càng truyền ra. Rõ ràng, giá tiền này đã vượt qua giá trị của một pháp bảo cấp 3 trung phẩm, nếu hắn rút lui thì quá mất thể diện rồi mà hắn tu luyện công pháp không phải thuộc tính kim giành lấy món pháp bảo này cũng chỉ có thể hít bụi bởi vậy làm sao đâu hừ chuyện này không cần ngươi lo lắng giao pháp bảo đến phòng khách quý đi tu sĩ họ trương hừ lạnh một tiếng dường như có chút phiền muộn dù sao pháp bảo được mình âu yếm được tăng lên giá cao như thế sẽ đổ không ít máu như vậy vật phẩm đấu giá tiếp theo cũng coi là vật phẩm quan trọng của buổi đấu giá ngày hôm nay một viên huyền nguyên phá thanh đan có thể phụ trợ tu sĩ kết đan sơ kỳ đột phá bình cảnh giá quy định 40 vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn linh thạch thiên sát lão nhân cười hít mắt để thị nữ bưng ra một cái khay phía trên trưng bày đan dược của phương tịch cái gì lại là loại đan dược này trong căn phòng không ít tu sĩ kết đan bỗng nhiên đứng lên trên mặt nổi lên một tia cuồng nhiệt sau kết đan pháp lực tiến bộ ngày càng gian nan có rất nhiều người mấy chục năm thậm chí trên trăm năm chưa từng tấn thăng. Tu sĩ kết đan nguyên quốc, đa số đều đang quanh quẩn ở kết đan sơ kỳ, bởi vậy tính áp dụng của đan dược này cực mạnh, được mọi người cuồng nhiệt ra giá. Phương tịch nhìn thấy giá cả bị một thanh âm từ tính, không biết là tu sĩ kết đan nam hay nữ kéo lên 68 vạn linh thạch, cũng không biết có phải vị nữ tu họ diêm kia không. Nhưng đối phương có thể đạt được ước muốn hay không, cũng không liên quan đến phương tịch. Vật đấu giá tiếp theo Tư cách tiến vào bí cảnh ly diễm Tổng cộng 20 vị trí Thiên sát lão nhân cười tủm tỉm nói Bí cảnh ly diễm Sự ảo diệu của bí cảnh này Lão Phu cũng không cần nhiều lời Linh vật cùng tài nguyên ở trong đó Có tác dụng cực lớn với tu sĩ kết đan như chúng ta Giá quy định của danh ngạch này là một vạn linh thạch Mỗi lần ra giá không thể ít hơn 500 linh thạch Thiên sát lão nhân vừa dứt lời Tiếng hô ra giá liên tiếp vang lên Trừ tu sĩ kết đan trong ghế lô ra Những tu sĩ trúc cơ trong tán tọa Cũng hô giá đến khí thế ngất trời Để mua danh ngạch này Phương tịch phóng thích thần thức ra Lắng nghe vài câu Mới biết trong bí cảnh này vậy mà ngẫu nhiên Còn có linh vật kết đan Cũng khó trách những trúc cơ này tranh đấu tới quên mình Rất nhanh 20 danh ngạch đã bán sạch Vẻ mặt thiên sát lão nhân chợt nghiêm túc hơn một chút Tự mình bưng ra một cái khay Sau khi mở ra chỉ thấy đó chính là một viên đan dược, ánh vàng rực rỡ tỏa ra linh quang hỏa hành. Một mùi hương đan dược kỳ dị, lập tức khuếch tán ra bốn phía. Một viên hỏa hành kết kim đan. Giá quy định 60 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn linh thạch. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả tu sĩ trúc cơ không khỏi trở nên nóng bỏng. Vậy mà là kết kim đan. Ngũ hành kết kim đan này chính là ngũ hành linh quả được đan sư mô phỏng danh xưng kết kim đan, linh đang vô thượng, hao phí vô số tài nguyên trân quý mới có thể luyện chế được. Thiên sát lão nhân giới thiệu sơ lược mấy câu. hỏa hành kết kim đang đủ cho tu sĩ trúc cơ viên mãn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa có thêm hai thành kết đang thành công, quả thật là linh dược kết đang hàng đầu. đương nhiên, nếu tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính khác, sau khi phục dụng hiệu quả sẽ yếu đi không ít. Đại thái chỉ có một thành cơ hội, nếu thuộc tính cân khắc, xác suất càng ít hơn xin các vị đạo hữu chú ý điểm này. Ta ra giá 61 vạn, 70 vạn, 75 vạn. Lý lão quỷ ngươi tu hành thủy nguyên quyết này, tranh giành với chúng ta làm gì? 80 vạn, lão phu và đạo hữu đều là kim đan, mua sắm vật này đương nhiên đều vì chuẩn bị cho đệ tử hậu duệ rồi. Kết kim đan vừa ra, khung cảnh lập tức trở lên vô cùng sôi động. Mặc dù ánh mắt của chúng tu sĩ trúc cơ như lửa nóng, nhưng sau khi hô giá mấy vòng vẫn chỉ có thể bị chúng tu sĩ kết đan dùng tài lực hùng hậu nghiền ép trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ cùng không cam lòng phương tịch nhìn thấy một màn này trong lòng cũng u sầu ở nguyên quốc muốn truyền thừa tông môn và gia tộc đồng thời duy trì quy mô nhất định ít nhất phải có một vị tu sĩ kết đan mới được bao nhiêu gia tộc trút cơ đau khổ dãy dụa mấy trăm năm vẫn không cách nào bồi dưỡng được một vị tu sĩ kết đan bất cứ tài nguyên kết đan nào một khi được thả ra sẽ bị các thế lực khắp nơi điên cuồng cướp đoạt, tán tu muốn kết đan, quả thực quá mức gian nan. Chẳng qua, trong tay ta lại có không ít linh vật kết đan. Nhìn giá tiền hỏa hành kết kim đang tăng mạnh, cuối cùng được tu sĩ kết đan la càng của xích huyết giáo mua với giá 1 triệu linh thạch, trên mặt phương tịch lộ ra ý cười. Dù sao, giá trị linh vật kết đan càng cao, có nghĩa là gia tộc của hắn càng có tài lực hùng hậu vật phẩm cuối cùng của đại hội đấu giá lần này bất tri bất giác đại hội đấu giá cũng đã đi đến hồi cuối vẻ mặt thiên sát lão nhân vô cùng nghiêm túc tự mình bưng ra một cái khay trên khay chính là một chậu hoa bằng ngọc thạch trong chậu có một gốc hoa lan có tạo hình kỳ dị nhụy hoa tựa như có hai tia sáng một đen một trắng tuần hoàng lưu chuyển qua lại huyễn diệt tâm lan còn chưa chờ thiên sát lão nhân mở miệng tu sĩ họ trương của hỗn nguyên tông gần như thất thần mở miệng thanh diệp thương hội các ngươi, vậy mà đấu giá linh vật kết anh. Cái gì? Lại là linh vật kết anh. Không ít tu sĩ kết đang thay đổi sắc mặt, ngay cả phương tịch cũng thế, kinh nghi bất định nhìn qua chậu hoa lan kia. Không khí hiện trường nhất thời lâm vào ngưng trệ, không ít tu sĩ trúc cơ đổ đầy mồ hôi lạnh, muốn trốn khỏi hội trường lớn của đại hội đấu giá. Có trời mới biết những tên kết đang vì một tia cơ duyên kết anh sẽ nguyện ý làm ra chuyện điên cùng cỡ nào trong đó lại có không ít người hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyễn diệt tâm lan kia tựa như như muốn gắt gao nhớ kỹ hình dáng của nó các vị đạo hữu đừng có gấp vật này mặc dù là huyễn diệt tâm lan nhưng chỉ có 900 năm dược linh thiên sát lão nhân bộc phát ra khí tức kết đan viên mãn kinh khủng không chút hoang mang trả lời chỉ có 900 năm dược linh thực sự quá đáng tiếc nhưng cũng là một dị bảo hiếm gặp thiên địa linh căn này Thanh Diệp thương hội vậy mà cũng bỏ được, không biết giá bán bao nhiêu. Trương Sư Huynh nhanh chóng hỏi thăm. Đáng giận. Sớm biết vậy đã không mua hỏa hành kết kim đan. Một chỗ khác trong ghe lô, la càng nhìn kết kim đan trong tay, thần sắc vô cùng âm trầm. Thanh Diệp thương hội quả nhiên lợi hại, trước đó không hề đánh tiếng. Đột ngột, một giọng nói truyền ra. Thiên sát đạo hữu còn chưa giới thiệu về bảo dược này đâu. Người nói chuyện, đương nhiên là phương tịch dù sao hắn cũng không biết với gốc linh dược thiên địa này rốt cuộc có công hiệu gì là sai lầm của lão phu thiên sát đạo nhân ông quyền thi lễ một cái nói tiếp chư vi đều biết tu sĩ kết đang muốn ngưng kết nguyên anh có rất nhiều kiếp nạn có thể hiện ra chút công hiệu đều là linh vật và cơ duyên của kết anh mà sau khi ngưng kết nguyên anh còn phải đối mặt với tâm ma và hai đại thiên lôi kiếp số Huyễn diệt tâm lan này chính là một trong những tài liệu chính luyện chế độ diệt đan. Linh đan này có công hiệu vô cùng thần kỳ nếu lúc độ tâm ma kiếp ăn một viên. Quả thực có lợi ích cực lớn đối với chuyện vượt qua tâm ma kiếp. Đáng tiếc. Chỉ có huyễn diệt tâm lan ngàn năm mới có thể thực sự luyện chế được độ diệt đan phụ trợ vượt qua tâm ma kiếp của Nguyên Anh. Những huyễn diệt tâm lan mấy trăm năm tuổi khác chỉ có thể luyện chế tiểu độ diệt đan, trong quá trình tu hành hóa giải tâm ma cũng có lợi ích rất lớn với tu sĩ kết đan, chỉ là chẳng thể có tác dụng gì trong tâm ma kiếp nguyên anh. Là chí bảo như vậy sao? Hai mắt Phương Tịch bùng cháy. Mặc dù mới có 900 năm, nhưng đối với tu sĩ kết đan chúng ta mà nói, chờ thêm 100 năm có là gì? Nói thật, có được Chư Thiên Bảo giám đã chú định tài nguyên hắn phong phú, đối với chuyện ngưng kết nguyên anh và độ thiên lôi kiếp, vẫn có thể tìm cách khác nhưng tâm ma kiếp là chỗ yếu kém nhất của phương tịch. Đối với cơ duyên này, đương nhiên do tình thế bắt buộc. Tông môn kết đang khác, đặc biệt là hai đại tông môn Nguyên Anh, đại khái cũng có chủ ý giống hắn, quát to. Giá quy định là bao nhiêu, mau bắt đầu đi. Trước tiên xin chờ chút. Trong mắt thiên sát lão nhân hình như có ý cười, cố ý đợi đến khi đám người không còn kiên nhẫn mới thở dài nói. Lúc huyển diệt tâm lan bị phát hiện phần rễ đã bị tổn hại, không còn cách nào tiếp tục sinh trưởng. Nếu không, lão phu cũng sẽ có chút động lòng. Phần rễ có hại, không cách nào tiếp tục trưởng thành. La càng thở dài một tiếng. Thật sự khiến giá trị sụt giảm. Theo ta được biết, nếu một số tu sĩ cấp cao tu luyện công pháp đỉnh cấp hệ một, không tiếc hao tổn bản nguyên của mình, chưa hẳn đã không thể cứu vãn linh căn. Ánh mắt phương tịch lóe lên, lại hỏi một vấn đề. Đương nhiên là vậy, Thiên sát lão nhân hơi giật mình, chợt thản nhiên trả lời. Một số đạo hữu tu luyện công pháp đỉnh cấp hệ một, quả thật hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhưng đạo hữu có chỗ không biết, linh căng càng cao cấp, muốn cứu vãn càng cần bản nguyên khủng bố. Đồng thời nhất định phải làm liền một mạch, không thể để người khác làm thay, nếu không rất dễ sẽ dẫn đến linh căng trực tiếp khô héo. Huyển diệt tâm lan cao tới cấp 4, muốn cứu linh căng này, tu sĩ kết đan có thể sẽ hao hết tất cả thọ nguyên cũng không thể vãn hồi. Đương nhiên, nếu có thể tìm được một vị chân quân nguyên anh tu luyện công pháp hệ một, lại hao phí năm 600 năm thọ nguyên, đại khái vẫn có thể cứu được. Thiên sát lão nhân không chút hoang mang trả lời. Hoặc là, đạo hữu có thể tìm mấy loại kỳ trân dị bảo hiếm có như cửu thiên tịnh hoa thủy, hồi thiên linh dịch, hẳn là cũng có thể vãn hồi. Tu sĩ kết đang khắp đại hội đấu giá lâm vào tỉnh mịch, thật lâu sau, mới có một giọng nói không cam lòng vang lên. Dù cho chân quân Nguyên Anh hao phí mấy trăm năm thọ nguyên hay thiên địa linh thủy như thế, đều có giá trị vượt qua huyển diệt tâm lan, không, phải nói vượt xa. Mặc dù so với độ diệt đan cũng kém xa không bằng. Xem ra, gốc huyễn diệt tâm lan này chỉ có thể luyện chế tiểu độ diệt đan nhỉ. Đúng là như thế. Nếu không người bán cũng sẽ không nỡ bỏ đi. Giọng nói của thiên sát lão nhân mang theo một tia tiết hận, chẳng qua vì bồi thường bán đấu giá huyễn diệt tâm lan còn có đan phương của thượng cổ kỳ đan độ diệt đan xem như chút bồi thường nho nhỏ của bản thương hội mặc dù chỉ luyện được tiểu độ diệt đan nhưng đối với chư vị tu sĩ kết đan mà nói có thể bỏ qua quá trình tu luyện tâm ma đơn giản thậm chí nghe đồng đan dược này cũng có một tia phụ trợ đột phá bình cảnh thiên sát lão nhân cười tủm tỉm nói huyễn diệt tâm lan này bởi vì cực kỳ trân quý hiếm thấy người bán cũng không muốn linh thạch mà cần người có ý mua dùng linh vật trao đổi. Các vị có thể viết tên đồ giao dịch vào trong cấm chế của lệnh bài chỗ ghế lô, đợi đến khi người bán đồng ý, lão phu sẽ dẫn người tới giao dịch. Trong ngọc giảng này, chính là đồ người bán cần, các vị có thể tùy ý xem xét, sau đó tự báo giá riêng với ta. Tiểu độ diệt đan Trong ghế lô chữ giáp, một tên khanh khách kết đang gắt gao nhìn chầm chầm gốc huyễn diệt tâm lan kia, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ tham lam. Lăng lão Ngươi Diêm như ngọc kinh ngạc nhìn người này Người này mặt mũi tràn đầy sát khí Nhưng tu vi quả thực không thể coi thường Xem ra đã tới kết đan trung kỳ đỉnh phong Ha ha Ngọc tiên tử Ngươi có chỗ không biết Lăng lão quỷ ham mê uy lực công pháp Lúc trước đã chọn tu luyện một công pháp đỉnh cấp thượng cổ Sát khí quyết Bây giờ đang ở giai đoạn sát khí nhập thể Tâm ma bất ngờ bộc phát nếu không chiếm được linh đang dịu dược kiềm chế tâm ma tu vi không chỉ không cách nào tiến thêm thậm chí có thể sẽ mất mạng một vị tu sĩ kim đang lập tức thả thần thức truyền âm giải thích một câu lần này lăng lão quỷ lợi dụng thân phận chấp sự của thương hội sớm nghe ngóng được có người bán linh vật mình muốn đã chuẩn bị tán gia bại sản còn mượn không ít linh vật của bích lão quỷ và đám người lệ đạo hữu của kim kiếm môn thì ra là thế diêm như ngọc nhìn lăng lão ánh mắt mang theo mấy phần thương hại. Mà lúc này, tu sĩ họ lăng kia căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ điên cùng viết tên đủ loại linh vật vào trong lệnh bài cấm chế. Trong phòng bao 16 chữ ất, Phương Tịch đang xem xét đồ người bán cần. Thiên hồn thảo 3.000 năm, tinh nguyên kim quá 6 cân cộng thêm linh thạch cực phẩm. Bất kỳ một vật nào cũng có thể trực tiếp giao dịch. Ai sẽ ngốc như vậy? Hắn nhìn qua các loại vật liệu rực rỡ muôn màu, lắc đầu từ những vật liệu có công dụng hoàn toàn khác nhau, hắn cảm giác bên bán huyễn diệt tâm lan không phải là một vị tu tiên giả, mà là một thế lực lớn nào đó. Chẳng qua, khi hắn nhìn thấy cột cuối cùng, hai mắt hơi sáng lên, nhập một thông tin vào trong lệnh bài. Sau đó, là khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặt. Ước chừng sau nửa canh giờ. Cửa lớn phòng bao bị gõ nhẹ, phương tịch vung lệnh bài lên, thấy thiên sát lão nhân dẫn theo hai tu sĩ đi vào. Xem ra, vận khí của ta không tệ. Khóe môi phương tịch hơi nhếch lên. Chúc mừng đạo hữu đấu giá được vật này, thật ra giữa hội trường có mấy vị đạo hữu lấy ra những vật phẩm khiến người bán động lòng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đạo hữu. Thiên sát lão nhân vỗ tay, sau lưng có một tu sĩ bưng khay tới phía trước, trên đó chính là Chậu hoa huyển diệt tâm lan. Phương tịch phóng thần thức ra, cẩn thận kiểm tra gốc linh dược này từ trong ra ngoài. Quả nhiên, trên rễ cây có chính đạo lan văn, đích thật là linh dược 900 năm. Nhìn phần rễ của nó, quả thật bị thương tổn không nhẹ. Khuyển diệt tâm lan này đương nhiên là hàng thật giá thật, chậu hoa chính là dùng hàng ngọc ngàn năm chế tác thành. Lấy hàng khí băng phong làm linh thực, có thể cho đạo hữu thêm thời gian thử cứu chữa. Thiên sát lão nhân lại đưa qua một khối ngọc giảng. Trong ngọc giảng này, ghi chép đan phương độ diệt đan. Chính là quà bồi thường. Lão cầm ngọc giảng, không buông tay phương tịch đương nhiên nghe ra ý tứ trong đó phẩy tay áo một cái trên mặt bàn hiện ra hai hộp ngọc mời đạo hữu kiểm tra một phen lúc này hắn mới tiếp nhận ngọc giảng cẩn thận xem xét dùng ánh mắt của luyện đan sư chậm rãi thưởng thức xem loại vật quân thần tá sứ như đan phương thượng cổ này có vấn đề hay không mà thiên sát lão nhân thì cũng vô cùng thận trọng mở hai hộp ngọc ra hai tia sáng một lam một hồng lập tức chiếu sáng khắp phòng bào chỉ thấy trong một hộp là một khối tinh thể màu lam hộp còn lại là một khối lưu ly bên trong giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt tách ra tia sáng rực rỡ huyền thủy tinh anh và thiên hỏa lưu ly không sai chính là linh vật kết đa người bán cần ánh mắt thiên sát lão nhân hơi sáng lên để một vị giám định sư khác ở sau lưng tiến lên xem xét nụ cười trên mặt càng sâu hơn hai loại linh vật kết đăng này phối hợp với bí pháp thủy hỏa luyện kim đăng chính là một trong những thủ đoạn được công nhận phụ trợ kết đăng tốt nhất hiệu quả gần giống như phục dụng ngũ hành linh quả nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.